Chúng ta tiếp tục nghiệp vụ nhập khẩu cho lô hàng tiếp theo. Và ở lô hàng tiếp theo thì chúng ta có nhập khẩu cũng một cái lô hàng, đó là ở cái hóa đơn là 2365. Thì cái nghiệp vụ 2365 này thì chúng ta đã kê khai và đã làm. Thì ở đây là chúng ta nhập của cái công ty là Gen Express, thì ở đây chúng ta cũng sẽ tạo một cái mã cho cái gen này. Và sau khi chúng ta đã có mã thì chúng ta đã hoàn thiện xong cái nghiệp vụ là 2365. Thì tiếp theo là chúng ta cũng sẽ nhập khẩu cho cái nghiệp vụ là 2201 là công ty Gondo. Và ở đây là chúng ta là nhập khẩu về đầu đo oxy hòa tan 7031. Và ở lô hàng này thì chúng ta đặt với cái tiêu đề ở đây là chúng ta đã kê khai VAT. Tiếp theo khi chúng ta lên sổ thì ở đây là hóa đơn 2201, thì chúng ta tìm đến cái phần 2201. Và ở 2201 này thì chúng ta thấy rằng là cái nghiệp vụ này chúng ta đã có lên tới những 7 cái mặt hàng. Và ở 7 mặt hàng này thì chúng ta đã kê khai đây. Và ở cái nghiệp vụ này thì chúng ta đang hạch toán cái phần tiền VAT. Đối với VAT hàng nhập khẩu thì các bạn nên nhớ là nợ 1331 có tài khoản 3312 chứ không phải là 331. Vì cái khoản tiền này nó không liên quan đến công nợ. Chúng ta hạch toán như vậy là chúng ta hạch toán sai rất là nhiều. Và như vậy là chúng ta không có nắm được cái phần về nguyên lý kế toán cũng như là chế độ hạch toán đối với trường hợp áp dụng cho hàng nhập khẩu. Và cái phần sai này thì là nó sai được sai cơ bản. Nên là chúng ta sửa lại cái nghiệp vụ ở đây là nợ 3312 có tài khoản là 3311, là chúng ta có tài khoản 11 là khi chúng ta thanh toán bằng tiền mặt, là chi trả tiền cho khách hàng, chi trả tiền thuế là chỉ khi chúng ta nộp. Và bước tiếp theo thì ở đây là đối với mặt hàng này thì chúng ta là không thể nhập về mặt số lượng, tức là hàng nhập khẩu thì chúng ta sẽ nhập ở một cái sheet gọi là sheet nhập khẩu, thì chúng ta không thể nhập ở cái bên này. Là ở sheet nhập liệu này thì chúng ta nhập kho là nhập cho những cái hàng mà ở trong nước, giống như cái này là chúng ta đang nhập hàng trong nước thì chúng ta mới nhập kho bên này. Còn riêng đối với hoạt động là nhập khẩu thì chúng ta sẽ phải nhập một cái lô riêng. Ở đây thì chúng ta sẽ là nộp tiền thuế nhập khẩu. Chúng ta phải có cái nội dung chúng ta ghi rõ hơn để chúng ta không bị hiểu nhầm. Và tiếp theo là chúng ta sẽ mở tờ khai. Và tại tờ khai ở đây là chúng ta sẽ tìm đến cái tờ khai là 2201. Và ở đây thì chúng ta đang đặt một cái ký tự theo số hóa, theo cái giấy nộp tiền thuế là 2201, thì chúng ta sẽ tìm đến cái lô mà chúng ta có cái mã 2201 để chúng ta là tiến hành làm thủ tục là nhập kho. Thì 2201 là cái mã số 9, thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ mở tờ khai hải quan lên. Và tờ khai hải quan này thì chúng ta thấy đây là có 9 tờ. Ở đây là 9 trên 9 và ở đây là pay 9, thì chúng ta thấy là tờ khai hải quan này là khá là nhiều. Tức là cái chúng ta nhập khẩu nhiều cái mặt hàng trong một cái tờ khai hải quan khác với cái tờ khai lần trước. Và tiếp theo chúng ta sẽ có cân chắc là cái phần hợp đồng. Hợp đồng này chúng ta sẽ có 7 mục và có thêm một mục ở dưới đây là 70, thì chúng ta gần như là cái chi phí liên quan đến nhập khẩu đó là 70 đô. Thì ở đây là cái phần là USD và tổng cái lô hàng chúng ta là 2.166 USD. Và như vậy là chúng ta đã có cái phần giá trị bao gồm là giấy nộp tiền thuế. Thì ở đây chúng ta nộp tiền thuế là cái ngày, căn cứ vào ngày thông quan chúng ta là 4 tháng 1. Và tại tờ khai thì chúng ta thấy cái ghi chú đây là chúng ta đã có cái phần ghi chú là chúng ta là nhập hàng về là ngày 4 tháng 1, và hàng mà chúng ta thanh toán trước đó, tức là thanh toán 100% luôn, là cái giá trị là 2.166 USD với cái tỷ giá ở đây là 23.220. Và đối với hàng nhập khẩu thì ở bài trước chúng ta đã phân tích là hàng nhập khẩu thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái thông tư 26 tỷ giá để ghi nhận chi phí và hạch toán nhập kho, đó là cái căn cứ vào tỷ giá bán ra của ngân hàng. Và chúng ta thanh toán 100% thì chúng ta sẽ ghi nhận là ở cái nghiệp vụ là thanh toán trước là giá nhập kho luôn, hoặc là chúng ta sẽ nhập hàng trước thanh toán sau thì cái tỷ giá nhập hàng là cái ngày tỷ giá của ngân hàng. Và cũng có trường hợp chúng ta ứng trước một ít và sau đó thanh nhập hàng rồi sau đó chúng ta mới thanh toán. Và đối với
phần hạch toán thì chúng ta căn cứ vào cái tỷ giá trên sổ để chúng ta hạch toán cái khoản tiền thuế mà thôi, bao gồm nhập khẩu, thuế tiêu đặc biệt, thuế gia tăng hàng nhập khẩu. Còn đối với các cái chi phí khác liên quan thì chúng ta sẽ hạch toán vào cái tài khoản là 331 là công nợ như bình thường, nó chỉ là cái giá mà chúng ta mua bán khách hàng. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy tổng các cái lô hàng của chúng ta là nó có 7 mục. Thì tại 7 mục này, đầu tiên là chúng ta sẽ sang bên cái nhập khẩu để chúng ta tạo. Và bước 1 là chúng ta phải tạo cái mã cái Gondo này. Cái mã Gondo này thì chúng ta tạo cái mã nó quá dài và chúng ta cần phải tạo ngắn hơn. Thì Gondo ở đây là Gondo 2201 thì chúng ta sẽ copy một cái mã Gondo 2201 hoặc chúng ta sang lên một khách hàng. Đây là cái mục Gondo và chúng ta sẽ bôi đậm nó đi. Chúng ta ghi là Gondo 2201. Tức là chúng ta ghi theo cái mục chỉ tiêu đó là giấy nợ tiền thuế luôn. Tức là giấy nợ tiền thuế chúng ta ở đây là chúng ta có cái mục là 2201 thì chúng ta sẽ lấy luôn cái số mã hiệu của cái giấy nợ tiền thuế ngân sách nhà nước là thời điểm căn cứ kê khai và khấu trừ. Chúng ta copy, chúng ta sang bên nhập liệu để chúng ta thay thế. Tức là cái mã chúng ta đặt làm sao cho nó ngắn nhất và dễ nhớ nhất chứ không phải là cái mã mà chúng ta đặt quá dài. Từ đây là khi chúng ta tìm kiếm rất là khó. Và ở đây thì chúng ta sẽ cái nào liên quan 331 thì chúng ta đặt mã, còn những cái phần ở dưới là liên quan đến thuế VT hàng nhập khẩu thì chúng ta không liên quan. Và đối với tờ khai nhập khẩu thì chúng ta có 9 tờ, tờ này là tờ 1 trên 9, tờ đầu thì hiển thị các cái thông tin về các loại thuế mà chúng ta phải đóng, đó là thuế VT và giá trị của lô hàng. Và tờ thứ hai thì nó cũng chỉ hiển thị các cái thông tin về bổ sung mà thôi. Và bắt đầu từ tờ thứ ba thì chúng ta sẽ có cái nội dung hàng hóa dịch vụ là mô tả hàng hóa và cái số lượng chúng ta nhập kho, số lượng chúng ta mua hàng cho một sản phẩm và giá của một sản phẩm, đồng thời là chúng ta cho trị giá tổng là bằng số lượng nhân với cái đơn giá một sản phẩm, tôi gọi là nguyên tệ. Sau đó chúng ta sẽ ra được là cái phần là giá trị và sau đó cái lô hàng này sẽ được tính thuế như thế nào thì nó sẽ được hiển thị ở trên đây rất là rõ. Ở đây các bạn thấy là thuế đây bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế trị giá tăng và rất là nhiều các loại thuế khác. Nhưng mà không hiểu sao thì khi lên tờ khai ở trên cái phần trên này thì chúng ta lại thấy là thuế tiêu thụ đặc biệt thì nó lại không nằm hiển thị trên này mà chúng ta chỉ có một cái phần duy nhất đó chính là thuế trị giá tăng hàng nhập khẩu mà thôi. Nên ở đây là xong là chúng ta chỉ hạch toán cái phần trên này mà thôi. Và ngoài ra là chúng ta không có tính thêm cái phần nào. Thì để nhập kho cái phần lô hàng này thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái mã này để chúng ta đưa sang bên cái phần là nhập kho. Và trước khi làm thì chúng ta sẽ copy cái đoạn mã mà chúng ta đang tạo sẵn công thức ở đây, phần bổ chúng ta copy và chúng ta dán ngay ở dưới luôn. Chúng ta bằng cách là insert cell và các thông tin này thì chúng ta xóa đi. Và những thông tin mà có sản phẩm cũ thì chúng ta sẽ xóa hết, chúng ta không để lại. Xóa luôn cả cái phần tỷ giá. Thì như vậy là chúng ta đã có cái form trống và lúc này chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu cho một cái liệu trình mới. Thì ở đây là chúng ta căn cứ vào cái nội dung ở đây. Thì cái mã này là Gondo là 201 thì chúng ta sẽ quay về tờ khai VT chúng ta tạo lại. Và cái số là 2201 và cái ngày thì chúng ta copy lại cái mục này, chúng ta sang cái phần nhập khẩu. Chúng ta dán sang bên đây. Và giấy nộp tiền thuế thì chúng ta sẽ số giấy nộp tiền thuế là số cái 2201 này. Còn số tờ khai nhập khẩu thì chúng ta sẽ mở tờ khai ra. Chúng ta copy cái phần này chúng ta đưa vào. Và cái ngày mà chúng ta là hàng về là ngày 4 tháng 1 thì chúng ta lấy luôn 4 tháng 1. Và cái mã sản phẩm lúc này thì chúng ta sẽ phải đặt. Và ở đây các bạn sẽ có là tổng 7 ô thì chúng ta sẽ copy 7 ô này. Thì chúng ta sẽ sang bên cái nhập xuất tồn để chúng ta tạo mã. Chúng ta tìm đến cái khu vực là mã nằm ở dưới cái phần là hàng nhập khẩu dưới đây. Và lúc này chúng ta sẽ căn cứ vào cái phần là model. Thì chúng ta cái model là chúng ta sẽ đặt tên cho cái mã này là 703 và cái phần dưới này thì chúng ta cũng là 703.
Khi chúng ta đặt thì chúng ta nhớ là chúng ta xem lại bên này xem là có bị trùng hay không. Nếu bị trùng thì chúng ta sẽ phải chỉnh lại, còn nếu không trùng thì chúng ta sẽ không cần phải chỉnh. Cái này là liên quan đến đầu oxy, còn đây là thiết bị hòa tan. Còn đây chúng ta sẽ copy những cái mã modem để chúng ta có thể đưa xuống. Và sau khi chúng ta đã tạo mã bên phần nhập khẩu rồi thì chúng ta sẽ copy cái phần này, chúng ta đưa sang bên cái phần là tờ khai nhập khẩu, chúng ta dán vào cái mã hàng hóa. Và lúc này chúng ta tìm cái phần dán mã hàng hóa này. Và ở đây thì chúng ta có cái công thức, đó là từ ô số 338 đến 360. 360 đây, thì đối với cái phần này thì chúng ta sẽ đánh khóa công thức lại. Và chúng ta kéo xuống. Và đơn vị tính thì chúng ta cũng là khóa lại. Có những cái thì chúng ta là khóa công thức, có những cái thì chúng ta không thể khóa công thức được. Và đơn vị tính thì chúng ta ở đây thì chúng ta phải ghi là cái hoặc chiếc. Và các công thức trên thì chúng ta chỉ cần là copy, chúng ta dán xuống mà thôi. Thì như vậy là chúng ta đã có được cái nội dung của cái lô thứ hai liên quan. Và thuế VAT thì chúng ta xem một cái phần tiền thuế thì rõ ràng nó nằm trên cái giấy nộp tiền thuế và cũng nằm trên cái phần chúng ta đã kê khai VAT. Chúng ta lấy giá trị, chúng ta dán sang bên đây mà thôi. Hoặc các bạn có thể là dán bên nào cũng được, sao cho có thể nó hiển thị cho các bạn số tiền. Và sau khi chúng ta đã xong thì chúng ta đến phần là khối lượng. Thì đối với hàng trong nước khi chúng ta làm, chúng ta nhập kho là ở bên nhập liệu. Còn riêng đối với hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu thì chúng ta là không nhập kho bên đây mà chúng ta sẽ nhập kho ở bên sheet nhập kho bên này. Do đó là chúng ta sẽ xem trên cái tờ khai của chúng ta, tờ khai hải quan là cái tờ này. Và chúng ta sẽ thấy là đối với tờ khai hải quan thì chúng ta sẽ có nội dung như sau. Chúng ta kéo đến tờ số 4 là bắt đầu tờ số 3. Tờ số 3 là bắt đầu mới có cái nội dung nghiệp vụ mà chúng ta liên quan, đó là cái chi phí mà chúng ta sẽ nhập nội dung đầu tiên là cho 7301 với cái số lượng là 3 và tỷ giá là 40. Thì ở bên đây chúng ta đã có nhập cái khối lượng sẵn đây rồi thì chúng ta có thể là lấy sang hoặc chúng ta có thể bỏ đi. Chúng ta lấy cái khối lượng cho ta nhập lại sang bên này. Và cái nội dung mà chúng ta ở đây chúng ta đang nhập rất là chi tiết là 7 mục. Thực ra thì chúng ta chỉ cần ghi một cái mục duy nhất mà thôi, đó là thuế trị giá tăng, tức là nhập khẩu theo cái lô hàng nào mà thôi. Chúng ta không cần phải chi tiết ở đây nữa. Do đó là cái nội dung này thì chúng ta sẽ, một là chúng ta sẽ xóa đi, hai là chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên cũng được, hoàn toàn không ảnh hưởng. Tức là cách để chúng ta thực hành thì nó có nhiều cách. Chúng ta cần một hàng thôi, rồi sau đó chúng ta ghi nhận cái số ngoại tệ hoặc là các bạn sẽ ghi chi tiết. Thì ở đây là cách nào thì các bạn cũng đều có ra kết quả như nhau. Thì trên đây chúng ta thấy đây là nghiệp vụ đã chi tiết rồi. Còn ở dưới đây thì các bạn có quyền chi tiết hoặc không. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái nghiệp vụ này là cái nghiệp vụ mà chúng ta không cần phải chi tiết. Ở nghiệp vụ trên đây thì chúng ta có nhập khẩu hai lô thì chúng ta đã ghi rõ rồi. Thì ở dưới này chúng ta là sẽ nhập một giá trị thôi, một ô duy nhất mà thôi. Và nó không cần thiết vì chúng ta nhập quá nhiều. Chi tiết thì nó đã nằm bên nhập liệu, là cái bên nhập khẩu bên đây rồi. Thì chúng ta không cần nữa. Chúng ta chỉ ghi một cái phần cột giá trị duy nhất mà thôi. Do đó cái ô cái cho cái nhập khẩu, cho tờ khai và giấy nộp tiền thuế là 2201 này, chúng ta chỉ cần có một hàng.
ta ghi chung chung nội dung như thế mà thôi, hoặc là chúng ta có thể ghi lại là nhập khẩu theo lô bao nhiêu và chúng ta bỏ qua. Và số USD chúng ta nợ bao nhiêu thì chúng ta sẽ ghi bấy nhiêu. Số USD chúng ta có thể căn cứ trên hợp đồng. Ở đây là 2166 thì chúng ta sẽ gõ là 2166. Đó là cái nội dung mà chúng ta sẽ cần là nhập. Còn cái tỷ giá mà chúng ta căn cứ thanh toán khách hàng mà chúng ta nhập kho thì do là khách hàng đã ghi đây thanh toán trước 100%, thanh toán vào ngày 22 tháng 12 với cái tỷ giá là 22.23.220, nên chúng ta là lấy luôn cái bên này chúng ta đưa vào mà chúng ta không cần phải tra lại lên ngân hàng. Thì như vậy đây là cái tỷ giá mà chúng ta ghi nhận công nợ. Chúng ta lấy cái này, chúng ta nhân với cái phần tỷ giá này là tỷ giá bán của ngân hàng chúng ta ghi nhận. Thì như vậy là rõ ràng là khi chúng ta lên sổ thì chúng ta thấy đây nó sẽ lên, chúng ta thanh toán trước thì sẽ là tốn 50 triệu đồng. Và cái gold đô này thì chúng ta sẽ là lấy 2.166 chúng ta sang danh mục khách hàng. Chúng ta tìm đến cái phần là gold đô. Như vậy là cái gold đô này thì là nó phát sinh rất là nhiều cái mã mà như là khách hàng cung cấp, thì ở đây là chúng ta đã thanh toán trước, nhưng mà khi tra cứu trên đây thì chúng ta thấy là cái condo này hoàn toàn là không có cái phần nào thanh toán trước cả, tức là không có dư đầu kỳ. Thì như vậy là không biết là có nhầm lẫn ở cái phần nào không, hoặc là đối với cái toán cũ là chưa lên cho cái phần giá trị này nên dẫn đến là nó sẽ bị sai và giá trị, hoặc là do cái phần là nhập lộn mã khách hàng gì đó nên cái giá trị ở đây là đang là 50 triệu đồng, 50 178 420, thì không biết là có lộn với một khách hàng nào không. Nhưng mà riêng cái mã trên mà theo cục mã công nợ khách hàng giao là số dư đầu kỳ là không có cái gondo. Gondo hoàn toàn là bằng không. Không có số dư gì hết luôn. Như vậy là chúng ta cần phải làm việc lại với khách hàng để chúng ta tìm ra cái phần là công nợ công ty condo này thanh toán năm 20 là có đúng cái số bàn giao hay không. Vì cái số bàn giao là số dư đầu kỳ là cái phần này. Hoàn toàn không có bất kỳ một cái công ty condo nào. Nên là công ty condo là không có số dư. Mà trên trên sổ chúng ta lại đang có số dư. Ta xem lại cái tờ khai này, rõ ràng là chúng ta nhập khẩu của công ty Gondo và các cái mã công nợ chúng ta đang để lại không có cái công ty nào Gondo cả. Như vậy chúng ta tạm ghi nhận trước và sau đó chúng ta sẽ làm như sau. Ta sang bên cái phần nhập khẩu, chúng ta nhập số lượng và tiếp theo chúng ta thu nhỏ lại, chúng ta sẽ nhập cái phần tờ khai hải quan, chúng ta kéo xuống tờ số 3 và chúng ta sẽ tiến hành là nhập. Và cái tỷ giá này thì chúng ta sẽ lấy cái tỷ giá mà chúng ta ghi nhận ở bên nhập liệu, chúng ta đưa sang. Và trị giá nguyên tệ thì chúng ta sẽ lấy ở bên là bên tờ khai này. Thì chúng ta kéo tờ số 3. Ba chín chín ở đây chúng ta có số lượng là 3 và số USD chúng ta là 40. Như vậy chúng ta có 120, thì đây các bạn thấy là giá trị trên hóa đơn là 120, là nó khớp với cái nội dung. Khi chúng ta nhập thì chúng ta nhớ là nó phải khớp với nội dung thì chúng ta mới ra được số tiền, chứ không phải là khi tính ra giá trị đây thì nó lại khác số. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tờ khai số 4 thì nó sẽ là 8, tương đương với 98 USD. Và đến tờ số 5 thì nó sẽ là 4 nhân 128. Và tiếp theo chúng ta sẽ là tờ số 6 là một sản phẩm tương đương 128. Và tờ số 7 sẽ là 4 nhân 78. Và tờ số 8 sẽ là 2108.
Và cái tờ cuối cùng của chúng ta sẽ là 2 nhân với 12. Và chúng ta thấy ở đây là cái số dự đề chúng ta sẽ là 2096. 2096, như vậy là giữa 2020 cái số con nợ này trừ đi cái phần mà chúng ta thực tế giao dịch là lệch nhau 70 đô, là 70 này chính là cái phần chi phí cước vận chuyển. Và chi phí cước vận chuyển này thì nó sẽ không nằm trong cái lô sản, lô bán, giá bán của sản khách hàng, mà nó sẽ nằm ở trên cái tờ khai hải quan đây, các bạn thấy đây, phí vận chuyển 70 đô. Và 70 đô này chúng ta sẽ phải tính riêng ra. Như vậy là chúng ta sẽ sang bên cái tờ khai hải quan, tờ khai này, chúng ta sẽ có thêm một cái phần. Chúng ta có thể là copy cái ô trên này, chúng ta sẽ lập gọi là chi phí cước vận chuyển. Với cái giá trị của nó là 70 đô, và 70 đô này thì quy đổi ra thì chúng ta được bao nhiêu, thì chúng ta sẽ lấy là cái giá trị là 70 đô. Các bạn nhân với số 23 này thì nó sẽ ra số tiền là 1.625.400. Và cái giá vận chuyển này thì nó không nằm trong cái bất kỳ công nợ nào, vì đây là chúng ta sẽ tìm xem là có cái hóa đơn công nợ nào của công ty Song Bình hay không. Thì rõ ràng cái lô số 9 này là nó hoàn toàn là không có, tức là khách hàng sẽ tự chở đến tận kho thì chúng ta luôn, hoặc là thuê một cái đơn vị trung gian tiếp theo, và chúng ta không phải lấy hóa đơn công ty Song Bình. Nên đây là cái cước này nó đã nằm trong cái phần là giá bán khách hàng rồi, nên chúng ta sẽ nhập ở đây là 1.625.400. Và cái này là cái phần mà chúng ta thanh toán, thì nó có thể là nằm ở cái phần là thanh toán công nợ của khách hàng luôn, hoặc là cái phần mà chúng ta là chi trả hộ. Và cái giá trị này thì nó cũng được tính vào là giá nhập kho, và nó không phải tính công nợ cũng. Nó có thể là tính ở đây là rõ ràng trên hợp đồng chúng ta với công ty Gondo này là nó cũng có 70 dưới D. Thì như vậy là 70 dưới D này thì chúng ta cũng tính vào công nợ thằng này luôn. Thì rõ ràng là chúng ta phải xem như nó là 331. Đây, thanh toán của công ty Gondo. Thì cái số dưới D mà chúng ta có số này thì cái dòng trên đó, thì chúng ta sẽ phải nhập cái giá trị đây là 2096, thì chúng ta kéo sang bên đây, dòng dưới đây sẽ là 70, thì hai cái này nó mới ra được cái số chúng ta là 2166. Như vậy là chúng ta đã có được về cái phần giá trị nhập kho. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sang tờ khai nhập khẩu. Ở đây chúng ta là 48 triệu. Là nó vẫn chưa khớp. Nên chúng ta sẽ có cước vận chuyển. Cước vận chuyển ở đây thì chúng ta lấy luôn cái tờ khai hải quan này chúng ta đưa vào thôi. Số tiền thì chúng ta sẽ là bằng với cái số tiền mà chúng ta đã lập bên kia. Là số tiền là 1.625.400. Thì như vậy giá trị lô hàng chúng ta là cái phần này, và cộng chi phí vận chuyển là cái phần này. Và ngoài ra thì chúng ta không có thuế nhập khẩu, không có thu hộ, không có thuế đặc biệt hoặc là các cái phần khác, nên chúng ta bỏ qua. Chúng ta chỉ nhập đến cái phần này chúng ta là nhập được rồi, và chúng ta sẽ bỏ qua cái phần khác. Và rõ ràng cái lô hàng này chúng ta sẽ giá trị của nó sẽ là 50.278.266. Thì ở đây bên đây thì chúng ta cũng sẽ xem lại là 50.294. Thì bên này chúng ta là, chúng ta thấy ở đây là khi mà có cái số phân bổ ở đây là 48669120. Ở đây là 1.625.400.
rõ ràng là nó không có khớp với cái phần giá trị. Vì khi chúng ta tính trên này thì nó sẽ bị số lẻ. Tức là khi chúng ta làm thì ở đây thì rõ ràng là nó có một cái sự làm tròn và dẫn đến là nó không khớp được cái số tiền ở đây, nó lệch một vài xu. Chúng ta sẽ lấy cái số này, chúng ta trừ đi cái số này. Thì nó lệch là 1.625. Thì lệch cái này thì chúng ta có thể là tính lại cái tỷ lệ này sao cho nó khớp, vì ở đây các bạn thấy nó chưa được 100%, và nếu mà lên được thì nó lại giảm xuống, nên dẫn đến là nó sẽ có một cái điểm bất cập. Nên là bây giờ chúng ta sẽ làm bằng cách là cái phần chênh lệch trên thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Chúng ta sẽ cộng vào một cái giá trị bất kỳ, chúng ta cộng tay vào, ví dụ ở đây ta sẽ cộng vào là 1.625. Thì như vậy là nó mới tròn được cái số mà chúng ta cần mong muốn. Như vậy số tiền chúng ta nhập kho lúc này nó sẽ là 50.294.520. Thì đây chúng ta cộng tay, chúng ta phải bôi đỏ nó lại để chúng ta biết đường sau này copy xuống, chúng ta kéo công thức xuống để nó tròn lại. Ta kiểm tra bên này 50.294.520 và 520, thì lúc này là nó mới khớp về cái giá trị nhập kho. Và chúng ta kiểm tra lại danh mục khách hàng là cái phần công ty Gondo này, chúng ta đang nợ là 50.294.520. Vì theo cái số liệu khách hàng thì rõ ràng là trên tờ khai người ta đã ghi chú đây là đã trả trước, là cái ngày trả trước là 22 tháng 12, là trả trước 2.000 đây, nhưng mà của ngân hàng BIDV. Nhưng mà khi chúng ta xem trên sổ thì chúng ta lại hoàn toàn không thấy cái số dư nào là của khách hàng, và có một cái số dư này thì nó cần xem nhưng nó lại không đúng số dư mà khách hàng bàn giao, nên cái phần này chúng ta lại phải xem xét lại. Và như vậy thì chúng ta đã nhập xong được cái nhập kho xong được cái lô hàng này, tức là cái phần giá trị tương ứng của cái lô hàng mà chúng ta đang tính, đó là lô hàng của cái tờ khai của số giấy nộp tiền là 22001. Và chúng ta kiểm tra lại bên nhập tồn thì rõ ràng là cái lô này thì nó nằm ở cái khu vực này, thì nó chính là cái phần là giá trị ở đây. Bảy mục. À, cái mục 39 là cái mục đầu tiên là 7000 EDO mới đúng. Em không EDO, và chúng ta xem lại cái giá trị này. Rồi chúng ta tra cứu lại cái phần tờ khai xem là chính xác hay chưa. Là 399, là 700, số lượng là 3 và số lượng là 898 4128 và 128 478, và cái mã tương ứng là Y45. Đây Y45. Số lượng là 2. Tổng là 24.
12 đây, 12 24. Rồi, như vậy là chúng ta đã có thể nhập kho xong được cái lô này. Tổng giá trị chúng ta là 5294, nhập cho toàn chúng ta đây. 5294. Khớp số tiền chúng ta là cái phần phần count là 7 số và sum là 5294 là khớp với nội dung số tiền. Và để có thể là tạo thêm một cái ô, chúng ta có thể chèn thêm như sau. Tổng nhập khẩu thì chúng ta sẽ lấy bằng cách là tổng cộng nhập khẩu thì chúng ta sẽ sum trên lại, sum cái khu vực này lại, rồi chúng ta kéo công thức sang vào thôi. Còn cái sum này thì nó sẽ bằng cái sum giá trị của hàng nhập trong nước chúng ta có thể lấy sum sum khu vực này xuống lại. Phần tổng cộng thì chúng ta sẽ lấy cái phần là phần này, chúng ta cộng cái phần trên này. Như vậy là chúng ta đã có được phần giá trị của hàng nhập khẩu và cho cái lô tiếp theo là lô số 2 và danh mục khách hàng. Thì chúng ta xem phần bên này là cái phần condo thì nó có là 2166 là giá trị không nợ, và nhập xuất tồn chúng ta xem với bên này, và nhập liệu thì chúng ta đã hạch toán bên này là một dòng cho giá trị hàng hóa, một dòng cho cước vận chuyển, một dòng cho cái phần VAT chúng ta phải đóng, và chúng ta nộp bằng tiền mặt thì chúng ta ghi nhận vào đây.